Ủa chú suy nghĩ, nó bắt chú xách nước cho nó tắm á. Ủa chú thì nguyên cái thùng nước nó đập vô đầu nó. Vậy thì Nó đi nhà thương, nó về đủ nó uống chú nữa. Uống chú đồ thịt dầu, bờ máu của tùm lum. Chú kiếm nó chú đâm nữa. Lỡ rồi. Sau này nó sợ chú luôn. Nó đủ mẹ mày. Có sợ bên mày rồi. Chứ hỏi con mình mồ côi không ai thăm nuôi mình tuổi. Ủa bị vô bị tàn hiếp nữa. Ủa thôi chết mẹ rồi. ở trong khám chuyên ngành là có một quy luật là sẽ có một cái người trưởng phòng, là Ờ. khi đi ra khỏi phòng thì giao lại ủy quyền cho người khác. Có một người khác. Thì người trưởng phòng được những Mà quyền gì? quỷ quyền là thằng đóng bảnh chứ. Và trợn đủ không làm lợi tụi nó à. Hồi xưa chú đi thì chú ủy quyền lại cho năm cam hả? Không có chú ủy quyền cho B4. Bảy bốn. Rồi bảy bốn Lúc là năm cam nó còn nhỏ. Không biết. Chỉ có chú nhờ tụi nó nuôi cam thì có. Nhờ Lâm tụi nuôi cam á. ở trong trong trại á, thì cái tội gì mà sẽ bị các bạn bạn tù tra tấn nặng nhất thời đó? Cái thứ nhất là hiếp dâm, ghét nhất là hiếp dâm. À, số phận hiếp dâm là vô đó nó hai cái, một cái cây tầm dông, một cái tô cứt. Là phải ăn cái tô cứt đó. À, nếu con ăn thì con khỏi bị đòn. Sao không dám? Còn À, còn cái tầm dông thì sao chú? tầm dâm thì con chịu đánh. Nó Đánh vô cái vùng vùng kín hả? đụng đâu đập nó cái tầm giống Ngày nào mà em cứ là chú hay sao anh chú đó? mẹ nó dám ăn cứt Là chịu đòn thôi. mà cũng không dám chịu đòn nữa phải chấp chấp nhận thôi cái thứ nhất là hiếp dâm thấy không ghét lắm nhất là hiếp dâm nít rồi đó ồ mày chết à đập chết à cái thứ hai là bóc lột anh em ở tù đè ăn hiếp anh em à, gia đình thăm nuôi vô con bị bóc lột lấy rồi cái ăn đánh nữa. Cái tội đó là giang hồ chứ không dám nhận à, chứ ngoài ra không có tội gì hết Hồi chú ở ở tù á thì phòng của chú đông người không? đông chứ Bao nhiêu người? rồi Tắm rửa sinh hoạt như nào chú? thì cũng có giờ tắm có giờ tắm ví dụ vậy bữa nay à phòng này tắm mai tới phòng người tắm lưu phiên cái đó là do ở sếp ở trên Còn nước nôi thì nước nôi thì tắm này có giờ đó còn uống thì cái lưu ở trong trong khám á uống nhưng mà tới đóng cửa khu mới được quyền uống ban ngày con uống đâu uống kệ con như chú kể con là hai ba thằng đã đâm tí mà làm là chú đỡ cho ông đưa ông ra đó không có chú là tụi nó đâm rồi chết ổng thì không có cái tật ngồi chùm hổ à, ngồi bẹp được phải ngồi như con vậy ngồi sau lưng chú cách hai ba vàng vàng ngồi vậy á thì không biết là ông ngoài đời ông thù quán với ông 18 tuổi thành cao bắt què thành thổ mộ rồi này kia cái tụi nó mài sẵn hết trơn rồi thì mỗi sáng đều mặc áo lên để đọc nghe báo nghe chào cờ rồi đó nghe báo thì chú nghe ịt tụi chú quay trở lại chú dòm thấy tụi nó nhảy đâm nhưng mà ổng thì giỏi thì cũng giỏi mà đỡ sao được hai ba thằng tụi nó cũng giang hồ nhưng mà tụi thành cao vùng bon quạt què tụi nó cũng tên có tiếng lắm chú thấy thì chú mới nhảy vô chú xô tụi nó ra cái tụi nó nói rồi giang hay trời hương tụi nó không tụi tụi đừng làm vậy hồi đó ở ngoài đời sao không biết nhưng mà vô đây rồi tụi nó đừng làm vậy bỏ đi anh em trong tù không à vì thì trong thời gian mà chú nói chuyện tôi nói thì ông cán bộ đường đó, ông ở cửa ông thấy đâm á ông ở cửa thì nằm chạy đứng sau lưng chú thụt lui ảnh nắm vai chú kéo thụt lui ra cửa ông đường thấy vậy mới đưa chú với ảnh lên lầu không có chú mà tụi đâm ông chết
chú không biết chuyện gì, nhưng mà chú biết sòng bài bị hồi đó đó, bất cứ ai anh em nào ra thì sòng bài ông cho đó, dường như chắc có thể tiền bạc nên từ mỗi năm chú thấy thì chú mới can. Con nghe nói là khi mà mình vào tù á, vào một cái buồng giam rồi đó, thì cái nhiệm vụ cái người phạm đầu tiên á, thì phải thực hiện cái màn trào trào phòng, là một là bị đánh, hai là đánh cái thằng đầu sọ nhất. Thì hồi xưa chú có trải qua cái cảm giác đó Chú bị hồi nhỏ, chú bị lúc đó mới vô chú sẽ hồi nhỏ, sau này chú biết chú tội, ở vừa giải vô chú nói rồi, tôi biết anh em có cái rất là sợ, con ruồi bay cũng nghe lắm, tôi sợ đến mức độ im ru, nhưng mà với chú thì khác, hồi nhỏ tôi đã bị rồi, tôi biết anh em rất là sợ. Anh em thường nghe gì? Vô bị chào, có phải không? Bị đánh đập. Nhưng mà với tôi anh em mới sợ. Anh em dòm tôi rồi. Anh em biết cái phòng để gì? Anh em nào đánh chạy đây? Ai đánh anh em? Không ai được quyền đánh anh em hết. Anh em có tiền, có ăn, có quyền, không? Không ai được quyền ăn hiếp. Có bị gì anh em mới chạy đây? Tại chú biết, tội nghiệp, người ta rất là sợ. Bởi khi chú về là anh em chạy theo, nó không có sao đâu, anh em đừng lo. Rồi biết là ai tánh như ông, nhưng mà sao chú biết tìm người, ví dụ chú về chú tìm người cũng có đạo đức như vậy, anh em giang hồ mà có đạo đức, thấy không? Chứ còn anh em bóc lột đánh đập người ta, ai mà đưa lên đổ đánh đập người ta, nó móc túi người ta sao? Chú lựa anh em nào tốt chú đưa lên, giống như đứa công quân rồi này kia, không ăn hiếp anh em, tính tình tốt như chú. Hồi xưa hồi nhỏ chú đã bị trào trào phòng như nào, bị đánh thế này Mới dòm nó không rồi nó quýnh rồi. xỉu. Không phải nó quýnh cho té ngựa, đánh tở vô. Nó đập vô ngực đụng, mẹ nó quýnh, đánh tở vô. Nhưng mà sau này chú đâm nó, chú giết nó, chú đâm. Nó sợ chú luôn, không phải lỡ rồi. Chú giết chú đâm nó luôn. Lúc cán bộ mới đưa vô phòng là chú bị đánh ngất xỉu luôn. Sau này chú lớn chú nhớ. Gặp lại chính cái thằng trưởng phòng đó à, Thì trong thời gian đó đó, tụi chú suy nghĩ, nó bắt chú xách nước cho nó tắm đó. Ủa chú riêng cái thùng nước nó đập vô đầu nó. Vậy thì Nó đi nhà thương, nó về đụ nó quýnh chú nữa, quýnh chú đụ xịt dầu máu mũi tùm lum. Chú kiếm nó chú đâm nữa. Lỡ rồi. Sau này nó sợ chú luôn. Nó đụ mẹ mày. Tôi sợ bên mày rồi. Chứ hỏi con mình mồ côi không ai thăm nuôi mình tuổi. Ủa mày vô bị tàn hiếp nữa. Ủa thôi chết mẹ rồi. Chú đâm nó rất sợ chú luôn á. Nhưng mà nhờ mấy đàn anh ta thương. Ta thấy chú nhỏ ốm mà đâu bị nó ăn hiếp đó, ta thương. Ta bình chú. Thành ra chú nó quề luôn. Sau này nó mà nắm tay chú quề đó. Nó đồng đời đủ rồi tao quề mày. Là hai bên bắt tay nhau là Ờ à, quề. Mà chú ở trong khám chí hòa thì các phạm thì ngán nhất là tội gì? Ngán nhất những người phạm tội gì trong đấy? Bởi vì ở trong mấy chỗ phải có đại bàng, cũng có người ghê gớm nhất, thì cũng có đó khét tiếng khát máu chứ. thì đó thì chú nói con nó ở một phòng có một thằng hung thần, nhưng mà gặp cái thằng đạo đức thì không nói gì, gặp cái thằng không đạo đức đủ nó ghét tối con hết. Vậy mâu thuẫn với các phòng sao chứ? Chú có một cái này, có một lần chú bệnh nha, chú đệ tử cổng chú từ ở bên C6 mà qua Quân Lao, cái năm đó chú đào ngũ, con hiểu không? Cậu mới gặp cái dân bóng túi. Cái đi tất cả nghe nè, thằng đầu biết chữ đọc hết rồi coi, đọc là cấm cái này cấm cái kia, quy luật cấm cấm rồi xong. Cái là chú nói con chú có cái hình đại, cái hình mà chú nói chuyện con bò nữa, chú để đây đi, kêu tất cả bóp đồ bỏ nó hết, bỏ cách một gang tay đặng nó lấy á, con hiểu không? Đây chú móc cái bóp chú bỏ đó. Chú cũng bỏ, nhưng mà có cái hình đại chú không bỏ, chú bỏ đây, chú để ngực chú nó thấy
Cái hỏi cái gì à? Nói cái hình. Cái gì lấy được, cái này không có lấy được. Chứ nó nói vậy. À. Cho nên tính lại nó đá chứ. Ừ, mà đứng lên rồi, đứng gì nổi. Đang tụi nó cổng mà đứng gì. Con cháu quan hàng, ổn chút thôi con. Chút gì, ổn rồi. Chưa rồi, chưa rồi đó. Nhưng mà đệ tử chú anh trống nghẹt hết rồi. Nó không biết chú đâu. Nó không có nghe, thì nó chưa biết chú. Cái nó hỏi mày để cái gì à? Nó cái gì lấy được cái này, lấy cái được. Chú nói như vậy, thì nó bước tới. Nó vừa định làm thịt chú, cái thằng đệ tử chú nó đã đi cá. Cái lưng nè, thì chú ôm. Mà cái thằng cổng chú con nghe tiếng, con nó sợ nó. Lần Phi Hải đó, võ sĩ có tiếng đó. Để kêu chú, đại ca, cái lưng nè. Chú ôm cái lưng nè, nó cộng, nó quay lại nó chỉ mặt, nó đụng mày chết mẹ rồi. Mày chưa biết ổng là ai à. Em thì nó nghe nó quảng hồn, nó chạy theo. Cho nên mày ở đó đi chút xíu, 15 phút nữa tao nói chuyện với mày. Đụng mẹ mày dân hút túi à. Là nó năn nỉ quá trời đi, cái tội bạn bè chú có nói. Nó thôi Hương, nó không biết bồ đâu. Tại nó không biết Hương. Đúng mẹ, nó không biết tao rồi, thí dụ gặp người khác là sao. Cũng như vua dùng nào là dùng đó thôi. Thì ở tù Chí Hòa, trong tù cũng vậy. Con ở khu nào là vua khu con. Con không có xâm chiếm vào khu người ta được. Đâu phải một thằng đâu. Con chống nổi nguyên cái khu đó không. Nhưng mà cái đàn anh của nó có quy củ. Con hiểu không? Không ai hiếp ai, không ai mà dâm chín ai đâu. Ngày trước có phải là trong chính quyền cũ ấy, thường mượn tay giang hồ để đàn áp chính trị phản phải không ạ? Ở trong Thái Hòa. Có. Hồi đó đó. Nó cũng mượn không phải thành phần, đó là thành phần du đảng. Mà cái tụi mà nó thuộc về quân đội á. Nó hai loại tù, con biết không? Tù phạm, tức như thành phần tù trốn lính á, chờ ra tòa, đi lao công đầu binh á, là cái thành phần đó, là thành phần nó mượn cái đám đó đó. Chứ còn du đảng không dính líu gì chính trị đâu. Nhưng đại đụng dính líu đâu. Đấy không? Như chú là không dính líu đâu. Mấy cái chuyện đó chú không dính líu đâu. Cái này cái đám đầu ngủ, nó giật dây để đàn áp chính trị. Như chú có ông già nuôi rồi chính trị ở phòng một. Ông làm lớn lắm á. Mỗi lần gia đình thăm nuôi, ông biết chú không ai nuôi, ông cũng đem thuốc rồi cho chú nha. Ông già nuôi chú ở đảo về. Đâu có dính líu gì. Mình đâu có thù quản gì ai. Cái chuyện mà đi là bị bắt lính thôi. Chứ thành phần đám đó là không có đi lính. Trốn lính như chú nè, trốn lính có bắt đưa đi tù. Khi mà đóng cửa phòng rồi thì con muốn chơi từ mấy anh em rồi tùy chỗ. Con muốn cờ tướng con chơi gì tùy. Hoặc cờ bạc hay gì đó. Quấn bài đâu đó. Rồi tới giờ thì ngủ. Nó vỗ tay thì nghỉ. Tới giờ thì nghỉ, ngủ. Mình chết thì khỏi ngủ, mình muốn thức thức cũng không không. Còn cái đám chốc ken thì nó ngủ à. Không nghe uống à. Ê. Quản trại có làm tiền tù nhân không? Không, ít đó. Thì chú nói con đó, cái ta gặp cái thằng tốt không nói gì, gặp thằng không tốt thì nó đàn áp nó xét nó lấy tiền. Chú có nói một chi tiết đó là cái tụi bà tàu khi mà nó đi tù á, thì tụi nó giàu lắm. Thì tụi nó hay bỏ tiền ra tụi nó mua đồ là tiền lấy được mang vô luôn hay sao chú? Không, ví dụ như chú được đem tiền, còn những cái thằng tàu mà ở với mình nó được đem tiền. Tại khi thăm nuôi nó có mình ra, nhưng mà trong đám anh em xét là đệ tử mình không à, là biết mấy thằng tàu này ở phòng mình rồi, để cho đem tiền vô tặng nó trả tiền đi chợ đâu. Là ở trong nó được phép nấu ăn luôn. Nhà bếp á, gửi xuống bếp. À, ví dụ chợ về, mình có ba thằng nấu ăn, ba thằng nấu ăn ngon á, thì ba thằng xuống dưới nấu, rồi bưng lên đám mình ăn, tạo trả tiền cho mình ăn chung mình, nó được lên ở với mình,
nó khỏi có khỏi lao động. Thay đi mua củi, đi lao động này kia nó khỏi. Nó ăn ở không, nó đi quýnh bài, nó cờ bạc. Tụi nó giàu. Tụi bếp á. Ờ. Rồi tụi bắt đầu thì có việc là xin tiền ở nhà, đem vô trong này Còn mình là được hưởng kém cái chuyện đó. Ví dụ ơi, chủ nhật cái mình nói nó thì này mày kêu nhà mày gửi cho hai chai rượu, con dịch quay hay gì á, nhậu. Thì là thằng này nó chịu trách nhiệm, thằng này nó nói người nhà nó vô đem cho nó con dịch quay, thằng này rượu, mai mốt tới người kia trong cái đám nợ với mình đi di chuyển, thành ra ăn mặc phù lù à, thụ mình trước.